Chào các bác nhé. Giới thiệu với anh em con động cơ sơ Volvo MZ-KZ73B mới về bên em. Hàng chuẩn chính hãng Mitsubishi Nhật Bản nhé các bác. Hàng là mới 100%, không phải hàng cũ tháo máy đâu ạ. Thông tin thông số kỹ thuật các thứ thì các bác xem trong bài giúp em nhé. Bên em chuyên phân phối các loại thiết bị tự động hóa của Mitsubishi, Pana, Omron, đủ hết các loại động cơ servo, bộ khuếch đại servo với cả các loại module điều khiển. Bên em cũng có cấp các loại cáp kết nối cho động cơ luôn nhé các bác. Riêng cáp kết nối bên em làm việc trực tiếp với xưởng sản xuất, nên có nhận đặt các loại kích thước chiều dài theo yêu cầu luôn ạ. Đủ cả cáp phanh, cáp nguồn với cáp encoder luôn nhé các bác. Anh em quan tâm liên hệ số Zalo em để trên màn hình nhé. Cảm ơn các bác.